chào tất cả quý vị bà con trên kênh YouTube của Oanh Luân TV. Hôm nay là một cái ngày mà thời tiết âm u cả ngày. Hiện tượng bây giờ là ở Tây Nguyên là bây giờ đang vào gần vào cái chính vụ mùa mưa. Đây là vườn canh dây giống thông vàng của Oanh Luân TV ở tại Đắc Hà, tỉnh Con Tum. Cái vườn canh dây này với diện tích là đây là gần 1 hectare. Đấy. Đây, hiện tại bây giờ cái vườn này là bây giờ đã gần 3 tháng. Được gần 3 tháng. Đấy. Trái mà hoa và nụ rất là nhiều và đều. Mắt nào hoa đó. Cũng như một số cái clip trước chúng tôi đã giới thiệu cho tất cả quý bà con thì đây là cái giống thông vàng. Giống này thì cũng năm nay chúng ta mới trồng thử nghiệm. Nhưng mà cái giống này rất là hiệu quả. Bây giờ quý vị bà con thấy này. Gần 3 tháng nha. Đấy. Thế thì bây giờ chúng tôi quay cho quý vị bà con thấy cái lượng hoa và lượng trái đây. Rất là nhiều. Đầu rất nhiều, bắt nào hoa đó. Thế thì hôm nay cũng tiền cái clip này á, giới thiệu vườn ấy chúng tôi cũng giới thiệu đến cho quý bà con cái giai đoạn mà chúng ta là lấy, thứ nhất là lấy nụ lấy hoa. Và thứ hai nữa là để là xua đuổi cái ruồi vàng và chích hút để làm sao để cho cái vườn chanh dây là chúng ta là nó không bị trụt và là không bị chích hút, là nó dần đến ảnh hưởng đến cái chất lượng vườn cây cũng như là chất lượng trái. Đấy. Đây cái vườn này đang làm hướng, anh em đang làm theo cái hướng là làm âu sạch. Làm âu sạch theo công nghệ Việt Gap và cũng Global Gap. Đây. Đấy, rất chi là đẹp đấy, mắt nào đó. Rất nhiều mắt và rất nhiều hoa. Có nghĩa là đây. Nó có sách mới có trứng, chúng tôi lấy những cái đây này. Rất nhiều này. Đấy, đi mắt nào hoa đó. Một đốt rất là dày. Đấy. Hiện tại bây giờ thì Oanh Luân TV cũng đang còn là chỉ dẫn cho anh em mà đang còn chế thuốc và để bơm thuốc để xua đuổi cái ruồi vàng ở trên cái vườn cây chanh dây này. Không biết là ở các cái vùng mà quý vị thế nào chứ vùng khu vực Đắc Hà Con Tum chúng tôi đây thì hiện tại bây giờ là trồng cái giống thông vàng này là rất là hiệu quả. Sản lượng trái rất đều này. Trái rất là đều. Mắt nào hoa đó. Thì tí Oanh Luân TV sẽ giới thiệu cho quý vị bà con biết được là cái quy trình là từ vấn đề thuốc thang cho đến là chăm sóc cái vườn cây và là làm để làm sao lấy nụ lấy hoa và xua đuổi vàng sao cho nó hiệu quả. Oanh Luân TV xin chào tất cả bà con trong mọi miền đất nước. Đặc biệt hôm nay Oanh Luân TV và đặc biệt hôm nay Oanh Luân TV là cho xử lý đuổi vàng. Quy trình rươi vàng mà khi mà chúng ta để làm lên một cái chanh thì là khó, mà để rươi vàng mà chấm bầu quả thì cái quả đó chỉ đi được trên múc và trên trường, chứ còn để tỷ lệ đi đâu là không có, cho nên là chúng ta phải cố gắng để tắt cái máy đã đi. Quay đem, quay thuốc đem. Đây là cũng đang còn cho anh em là quấy thuốc với là để pha thuốc để chuẩn bị là chúng ta là tiếp tục là để phun này cho vườn cây đây. Đấy. À cái cây này do thời tiết là khắc nghiệt, tối thì đáng mới vườn tôi hướng dẫn được. À, thứ nhất là cái rươi vàng, nó rất chịu ảnh hưởng đến. Có nghĩa các cái con chích hút đúng không? Rất là ảnh hưởng đến cái lượng quả của cây trồng. Thì hôm nay thì cái bài chuẩn bị thuốc của đối bang của Nhân TV sẽ hướng dẫn cho ba con là định biệt đây là cái trái thì này là A30T nồng độ rất thấp, đặc thì dòng này là bao nhiêu EC đây nhỉ? Cái này là 3.6 thôi. 3.6 EC đúng không? Cái này 3.6. Còn đây. Và đây là cái thuốc đặc thì đối bang đây. Đây đối bang đây thì đặc thì xua đuổi con đối bang. Và cái này riêng một cái này có thể là cách ly trong vòng 7 ngày. Và cái chanh chúng ta sẽ nếu chúng ba con phun cái này vào thì định kỳ chúng ta một tháng phun 2 lần thì
trong vườn trẻ không còn một con đôi ba nào, cần quay kỹ cho bà con bất chụp cho người ta được biết. Đây là cái thuốc mà anh Luân TV cũng như anh em ở đây đang còn áp dụng đây, là thuốc này là đặc trị ruồi vàng đây. Đây, đặc trị ruồi vàng. Đây, chế phẩm là côn trùng nhá. Đây, cái này là nồng độ 2,5% mấy nhỉ? Cái đó nồng độ là 50 EC. 50 à, 50 nồng độ 50% 50 EC. 50 EC. 50 EC. À, cái này ở trên ở cái này là được một chai như này. Được 2 bình. Là 2 phi đúng không? 2 chai. 2 cái chai này là 1 phi 200 lít đúng không? 2 chai này là 1 phi thì phi mà chúng ta phối với ruồi vàng. Đây là cái này là đặc trị con hiền đỏ và con bột thì. Thì chúng ta phối cả ruồi vàng thì chúng ta không mất khỏi mất trùng. Để phun một lần để định kỳ trong khi cây chanh đang tơi thì chúng ta phải bảo quản cái quả để yếu. Để yếu thì chúng ta phải nên là tầm một tuần chúng ta phun không từ chỉ từ một lần. Còn ruồi vàng này chúng ta chỉ một tháng xịt 2 lần là đâu vừa độ là thành công. Đây là con đây là cây chanh này ăn một tít. Đây là bà con tiếp tục cho một tít để ra thị trường mua. Đây là cái chai này để tôi giới thiệu thêm cho quý bà con được biết. Bên cái farm chúng tôi cũng như bên Luân TV đây cũng đang còn là áp dụng và hiệu quả, có nghĩa đây là cái chai Amatin. Đấy, cái nồng độ của nó 3,6 EC. Và cái chai này là cái đặc trị ruồi vàng này là của nó là 50 EC. Đấy, thì cũng giới thiệu cho bà con, quý bà con lúc nãy Luân TV cũng giới thiệu bà con biết đó. Thì cái này trên một cái vườn chanh dây của chúng ta đang giai đoạn mà ra hoa đổ quả phong anh nhỉ. Đây là thời điểm mình đang lấy quả rất là quan trọng. Chúng ta cần phải xử lý sao tuyệt để làm sao đó để giữ được cái vườn cây và chất lượng cái trái để được ra đi Âu cho nó được sẵn cho chất lượng nó cao đúng không? Tăng cái giá trị cái sản phẩm lên. Bộ ba này chúng ta là phối vào thêm là thằng combi. Combi 9 thì đặc biệt combi 9 này nó hỗ trợ cho cây trong phát triển ổn định trong cái trồng. Và đặc biệt thụ phấn rất cao. Đặc biệt chỉ ra hoa gì được quả thì đặc biệt là cụ thể là đầu quả rất nhiều. Và cái này là như tôi hỏi thêm, cái này là hỗ trợ để có như anh nói thường xuyên là anh nói là có nghĩa là thời tiết hỗ trợ 50%, còn cái này là mình hỗ trợ thêm để cho nó tăng cái khả năng đầu trái đúng không nhỉ? Khả năng đầu trái. Thì lần trước thì chúng tôi đã làm clip bo nhưng để chúng ta hỗ trợ để đầu trái. Hỗ trợ và để làm trái bóng rất đẹp. Để làm trái bóng rất đẹp thì cái chanh của tôi đã làm. Cái chanh này thì giống tôi trong đây là công ty của tôi trong là công ty Phong Vàng. Thì làm như này đã cái giống tôi trong là hôm nay vườn tôi là được 2 tháng 17 ngày. 2 tháng 17 ngày. 2 tháng 17 gần 3 tháng. Gần 3 tháng. Rồi thì Tân Minh đã quay lại để cho bà con được biết. Đầu tiên Tân phải giới thiệu cái bộ sản phẩm này. Đây. Có nghĩa là lúc này để tôi giới thiệu thêm anh, để tôi giới thiệu thêm cho quý vị bà con được rõ thêm một tí. Là có nghĩa lúc này hai cái bộ này thì có nghĩa là một cái chai này là ta phối với là một phi nha. Một chai lớn này là một phi, chai bé này là hai chai một phi. Còn với thằng combi này là một gói này trên một phi. Là tôi đang giới thiệu là một phi là phi 200 lít cho bà con nhé. Có nghĩa là đây là bộ ba sản phẩm. Thứ nhất là vừa diệt các bò trĩ và là các con nhện. Thứ hai nữa cái đặc trị ruồi vàng, và thứ ba nữa là cái bộ combi này nó hỗ trợ cho cái hoa nó là dễ ra hoa đầu trái và tăng cái độ bóng trái cho cái sản phẩm của mình. Để làm sao đấy để cái vườn cái chanh dây của chúng ta là cái đạt năng suất cũng như là chất lượng trái nó đẹp để chúng ta đi Âu cho nó hiệu quả nhá. Đấy. Thế thì bây giờ tôi lại quay thêm cho đây cái vườn cây đây. Đấy, đây là cái vườn cây. Đấy, anh em đang bón phun ở dưới. Đây. Rất là hiệu quả. Cho nên là quý vị bà con chúng ta cũng lưu ý và để ý để làm sao đây cũng áp dụng. Nếu mà những ai biết rồi thì cũng chúng tôi không nói, nhưng mà những ai hoặc chưa biết hoặc là có thể là mới biết qua thì để ý để chúng tôi làm, để ý để chúng tôi là để chúng ta là áp dụng cái sản phẩm này vào vườn cây chúng ta, làm sao để cho năng suất nó đạt hơn và chất lượng cái trái nó được đi Âu nó hiệu quả để cái giá thành nó tăng lên. Đây. Đấy, đấy, thời tiết hiện tại bây giờ là ở đây là trời bắt đầu là cũng bắt đầu sầm sầm, là khả năng là chuẩn bị mưa. Nhưng mà chưa mưa nhưng mà trời nó sầm tối rồi thì chất lượng kiểu cái hình ảnh nó không được đẹp. Thì quý vị thông cảm. Đấy, mặc dù là thời tiết nó sầm tối như vậy nhưng mà nhìn cái vườn cây rất là đẹp và bóng. Đấy, đứng xa chúng tôi vẫn nhìn thấy cái trái rất là bóng đẹp này. Đấy, bởi vì chúng tôi áp dụng cái sản phẩm như combi này vào thì tăng cái độ đầu trái một phần. Cái thứ hai nữa là cái bộ bóng trái. Đấy, rất là đẹp và đều trái. Đấy, quý bà con thấy không? Đấy. Thôi thì clip chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Chúc tất cả quý bà con trên kênh và mọi miền Tổ quốc là sức khỏe dồi dào.